안녕하세요, 여러분. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series 1000 từ vựng Hán Hàn thông dụng phần số 6. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Chúng ta sẽ có những từ liên quan đến từ chung. Chung phát âm là chung và nó mang nghĩa tiếng Việt cũng có nghĩa là chung. Trung ủy, trung ủy, trung ủy, trung úy, trung ngàng, trung ngàng, trung ngàng, trung ương, trung hòa, trung hòa, trung hòa, trung hoa, trung bù, trung bù, trung bù, trung bộ, trung niên, trung niên, trung niên, trung niên, trung cổ, trung cổ, trung cổ, trung cổ, trung mì, trung mì, trung mì, trung mỹ, trung nhiều, trung nhiều, trung nhiều, trung lưu, trung nhàng, trung nhàng, trung nhàng, trọng lượng, trung cực, trung cực, trung cực, trung cấp, trung cục, trung cục, trung cục, Trung Quốc, trung cản, trung cản, trung cản, trung gian, trung sòng, trung sòng, trung sòng, trung tính, trung đồng, trung đồng, trung đồng, trung đông, trung xìm, trung xìm, trung xìm, trung tâm, trung trọng, trung trọng, trung trọng, trung điểm, trung mỏ. Chúng ta sẽ có từ trung mang nghĩa là trứng. Trung mỏ, trung mỏ, trung mỏ, chứng minh, chứng cỏ, chứng cỏ, chứng cỏ, chứng cớ, chứng quần, chứng quần, chứng quần, chứng khoán, chứng cả, chứng cả, chứng cả, sự gia tăng, chứng ca có nghĩa là gia tăng. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ trong mang nghĩa là chính hoặc là trình. Trong quần, trong quần, trong quần, chính quyền. Trong quyền, trong quyền, trong quyền, chính kiến. Trong đảng, trong đảng, trong đảng, chính đáng. Trong đủ, trong đủ, trong đủ, trình độ. Chúng ta cũng có từ trong mang nghĩa là chính hoặc là chỉnh hoặc là tinh. Trong xịt, trong xịt, trong xịt, chính thức. Trong bù, trong bù, trong bù, chính phủ. Trong xịn, trong xịn, trong xịn, tinh thần. Trong đồn, trong đồn, trong đồn, chỉnh đốn. Trong còn mang nghĩa là đính hoặc là chính nữa. Trong chỉ, trong chỉ, trong chỉ, chính trị. Trong trạch, trong trạch, trong trạch, chính sách. Trong trọng, trong trọng, trong trọng, đính chính. Trong trịch, trong trịch, trong trịch, chính trực. Trong mang nghĩa là trinh hoặc là tình hoặc là đình. Ví dụ, trong thảm, trong thảm, trong thảm, trinh thám. Trong thể, trong thể,
trong thể tình thế, trong dục tình dục, trong tròn đình chiến, chu mưu. Chúng ta có từ mô trong từ mưu mô ấy. Chu riêng, tử lượng. Chu quản, chủ quyền. Chu kỳ. Chu mang nghĩa là chủ hoặc là chú. Ví dụ, chu quản, chủ quan. Chu đồng, chủ động. Chu lược, chủ lực. Chu mục, chú ý. Tiếp theo, nó sẽ có từ chôn mang nghĩa là tồn hoặc là tôn. Có một số từ như sau: chôn trẻ, tồn tại. Chôn màng, tồn vong. Chôn kiểng, tôn kính. Chô nòm, tôn nghiêm. Chô còn mang nghĩa là tạo hoặc là tảo. Ví dụ, chô hồn, tảo hôn. Chô hiểu, tạo hình. Hà mang nghĩa là hạ. Ha sùn, hạ tuần. Ha điều, hạ lưu. Ha kể, hạ giới. Ha uẩn, hạ viện. Ha xà quản, hạ sĩ quan. Học mang nghĩa là học. Học kỳ, học kỳ. Hàng nhận, năm học. Hàng mùn, học vấn. Học bì, học phí. Học trả, học giả. Ha quỷ, học vị. Hàng nhọc, học lực. Hắc sèn, học sinh. Hắc sùl, học thuật. Hắc sụp, học hành. Hàn mang nghĩa là hàn hoặc hạn. Hàn cục, Hàn Quốc. Hàn đồ, hạn độ. Hàn kể, giới hạn, hạn mức. Hàn cao ủy, trung thu. Chê hẳn, hạn chế. Vừa rồi mình chia sẻ với các bạn các từ vựng Hán Hàn thông dụng. Các bạn hãy theo dõi nhé.
Từ vựng Hán Hàn thì cũng giống như từ vựng Hàn Việt vậy, sử dụng rất nhiều bởi vì vay mượn của gốc Hán. Nên là các bạn hãy ghi nhớ để có thể sử dụng một cách thật thành thạo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 여러분 수고하셨어요. 감사합니다.